Trần Quang Khải là một trong những bậc hào kiệt có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2 và lần 3. Tài năng và chiến tích của ông được hậu thế ca tụng và dựng đền thờ ở khắp nơi trên khắp đất nước ta, là bậc anh hùng một lòng vì giang sơn xã tắc. Nay việc nước bộn bề, trẫm có ý muốn chú Chiêu Minh nắm việc nội trị của quốc gia. Việc nước, việc quân đều rất quan trọng. Nếu không êm việc trong thì việc ngoài tất khó thành. Thế nên có chú Chiêu Minh giúp sức, trẫm mới yên tâm cùng bá phụ Quốc Tuấn, chú Chiêu Văn và các vương hầu lo đối phó với giặc. Phải đó, ý của quan gia cũng rất hợp với ý ta. Có Quốc Tuấn huynh làm chủ việc quân, chú Chiêu Minh nắm việc nội trị thì lo gì không đánh đuổi được giặc dữ. Chiêu Minh là người học thông hiểu rộng, lại thông thạo tiếng nói của các phiên. Này đảm nhiệm việc nội trị thì còn ai là người thích hợp hơn nữa. Việc thượng hoàng và bệ hạ giao phó, thần nào dám chối từ, chỉ e thần tài hèn sức mọn. Chú Chiêu Minh chớ khiêm nhường, trẫm sẽ ra chiếu chỉ phong khanh làm thái sư, giữ chức thượng tướng quân, chuyên lo việc nội trị. Thần tuân chỉ. Thưa hoàng thượng, việc nước còn đang bộn bề, thần xin được cáo lui. Nhớ khi xưa tiên hoàng có kể lại, lúc Quang Khải mới sinh bị phát chứng kinh, suýt nữa thì mất mạng. Hoàng nhi ơi, hoàng nhi. Hoàng hậu đừng khóc nữa, tiểu hoàng tử sẽ mau khỏe lại thôi. Đây là chiếc áo của thượng hoàng ta và thanh gươm báo truyền quốc. Nếu tiểu hoàng tử sống lại, ta sẽ ban những thứ này. Dạ, bẩm hoàng thượng, tam hoàng tử đã tỉnh lại rồi ạ. Thật vậy sao? Để chậm tới xem. Gươm báo truyền quốc không thể trao bừa. Này chấp ban cho tam hoàng tử chiếc áo của thượng hoàng, mong hoàng nhi sẽ lớn khôn khỏe mạnh, chí dũng song toàn, giúp ích cho dân cho nước. Vậy mà thấm thoát đã 40 năm có lẻ, tiên hoàng giờ đã là người thiên cổ, còn chúng ta thì đang già đi từng ngày.